Kính chào quý vị, hôm nay của mình ô tô có một chuyến hành trình đi mua xe săn của em còn em chi tông sản xuất 2017 anh ạ. Chi tông mua tận đi vào tận trong rừng sâu núi tằm của nhà bác đại gia trồng rất nhiều vải. Anh em đi vào phần công vụ con Nissan Nova này. Đây chính là hình hài của em nó đây, của em chi tông tôi cứ động một cầu rất là càng cứng đã nó phát bản anh ạ. Cái này khá là ok, bác chỉ thi thoảng nó chở vải chở cam nhà bác rất là rộng luôn này, anh em đấy giả rất là nhà rất nhiều thứ này. Rất là rộng rãi nhà bác đây anh em, có rất nhiều cam bưởi luôn, bưởi nhà luôn. Nhà bác rất là gọn ga, bằng bộ ghế đá này, rất là luôn. Đi tôi kiểm tra chiếc xe kia. Chào chị ơi. Bảy nhà luôn hả chị? Một trắng ở một loại là bốn nghìn, đây là 15 nghìn, một loại to thì là 20 nghìn. Vừa vào chiều nay à? Vừa vào chiều nay luôn. Em giống ăn bưởi gì chị? Diễn này. Diễn luôn là trắng này. Ngon nhỉ? Mua về Tết mà ăn. Dạ em mở cái. Mua xe cũng này, một này cái cốp đây là bây giờ. Đây xem chi tông này anh em. 2007. Bên nó báo là con này là nối như nào nhỉ? 10 vạn chạy 10 vạn. Đây. Hình hài nó đây anh em. Rất là ok. Phải kiểm tra kỹ trước khi nhập vào bà con, nhu cầu tết từ anh em đi lại rất là nhiều, anh em không còn ngại đường xa và tận trong này để xem đây, mấy bà con ở đây anh em. Cảm ơn quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của mình. Mình sẽ có những thước phim đi có những cuộc hành trình đi xem xe vlog như anh em xem thực tế nỗi khổ cũng như là những cái trải nghiệm cùng có mình đi mua bán xe ở mọi miền đất nước. Còn mình cũng xin dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh của mình. Anh em có nhu cầu hay muốn xoay có thể liên hệ của mình để biết thêm chi tiết nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong video lần sau. Quý vị mới xem video lần đầu của mình hãy có thể like subscribe. Ở nội dung thông báo của mình sẽ có những thông báo có những video upload các mẫu xe cũng như cuộc hành trình của mình đi vlog trải nghiệm cho anh em có thể có một cái trải nghiệm rất là lý thú khi theo dõi kênh của mình những cuộc hành trình đi làm xe. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.